trời ơi, chà bá luôn. Chà bá luôn em ơi. Dính chà bá luôn nè. Rồi ha, trời chà bá luôn em ơi. Wow. Trời ơi. Chà bá luôn. Đây, cá rô với câu dính chà bá luôn cả nhà. Hết hồn luôn cái chứ. Hết hồn cá rô luôn. Hi, xin chào cả nhà nha. Thì là nói đầu tiên cho được gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem cái video của được nha. Thì hôm nay được tiếp tục là đi câu cá nha cả nhà. Đây, nãy giờ làm cái cây cần câu này nè, mới làm câu mới được cần, vợ được cái cầm cần hôm qua được mới câu á. Hôm nay được cầm cần câu chút đi câu nha. Mình câu cá mùa nước nổi, câu cặp mé sông nè. Chỗ này hôm qua câu nữa, hôm qua câu dính mấy con. Thế bữa nay câu lại thứ con. Đó, mấy trời. Mày mà. Có ăn đó cả nhà. Dính nè. Anh cũng dính nè mà con nhỏ xíu à. Đây cả nhà, được mấy câu dính con. Cái này nhỏ không à? Đâu, có em dính mấy con rồi. Hai con rồi. Lè. Lè ghê. Mệt luôn cả nhà ơi. Đó. Ăn nè, trời ơi, chà bá luôn. Chà bá luôn em ơi. Dính chà bá luôn nè. Ngay chỗ nãy giờ em câu á. Cả nhà ơi, cá rô. Con này hai ngón gửi tay cả nhà. Tí. Đó. Cả nhà thấy không? Hai ngón gửi tay. Đây chỗ nãy nè cả nhà. Câu tiếp. Ăn nữa rồi. Trời, cá mà dinh. Cá mà dinh. Dính cá mà dinh em ơi. Nè cả nhà, dính cá mà dinh. Ba ngón tay. Để đi, lại câu tiếp. Chỗ này hơn nè. Chỗ mới. Nó ăn rồi. Dính. Em câu không? Thôi cái đây nè. Nè cái nè. Cái rô ú mềm à. Nhấp để xuống em. Ha 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 ha
rồi hả, trời chà bá luôn em ơi. Wow. Dở dở quá. Con này nó bự nè, con bự nhất con đang luôn nè. Cầm 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 cầm. À, cả nhà ơi. Ba ngón tay luôn. Đây, cá rô với câu dính chà bá luôn cả nhà. Hết hồn luôn kìa chứ. Hết hồn cá rô luôn. Đã ghê không? Giật cái đã tay ghê á. Chỗ này mới giật dính lại, giờ nhấp nhấp lại luôn hả nha. Nó ăn nữa nè em ơi. Ủa chưa. Tính nó ăn nữa chứ. Đợi em tí. Ôi trời trời trời. Mệt luôn. Con này bự lắm nè. Đó kìa thấy không em. Dính. Đây con mới dính nữa nè, ngay chỗ đó luôn cả nhà. Con này ăn hổn mới thả xuống lại dính luôn. Sửa mồi lại cho đàng hoàng cái câu dính nữa kệ. Nè nãy giờ nè mặt nhà bây giờ đó không mấy con đó chưa được 20 phút nữa. Có con này chà bá nè, con này chà bự nhất. Nhóm gì nó chạy là nó thấy đầu động nước nó chạy là. Dịch kìa, dịch nó tấn công là có xô cá kìa. Nó ăn cá không? Không. Trời ơi, chà bá luôn. Con nào nấy chà mẹ không trời. Cả nhà, quá trời luôn. Con này ba cũng ba cái tay nè. Dính con ba cái tay nữa ta, kỳ ta. Quá trời quá đất. Cả nhà thấy đã không? Để xuống là liệt. Neo neo chừng 50 phút là liệt liền. Về miền Tây là chỉ có câu cá là vui nhất cả nhà ơi. À, cục mồi nãy giờ làm được mấy con rồi đó. Cục mồi lớn nè, cục mồi có bao lớn nè. Mồi lớn là mà làm được mấy con cá rồi đó. Mệt cậu ơi. Vô lụm. Cá không được bự cả nha. Nhỏ nhỏ gì vừa. Cái này là ăn được rồi nha. Đó, cái này là mình ăn được rồi. Sảy luôn cái này. Cái nhỏ. Thả ăn tép bắt tôm cho bá. Được rồi, uống ghê. Uống ghê cả nhà. Còn. Ăn lại xong này. Dính cả nhà. Nhà thấy không? Cái gô nó nhạy lắm, chỉ cần ăn xong rồi mình giật lên hộp cái là xíu nó ăn lại.
Bây giờ mình về ngay cái nhà về coi kết quả nha. Để hồi được đổ ra cho cái nhà mình xem. Dính chắc cũng được mười mấy hai chục con á. Ui bự không cả nhà. Quá trời luôn. Mấy hai chục con á, để hồi được đổ ra cả nhà cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà. Nè, được đi câu chừng tiếng hồ được nhiêu nè. Ủa cái gù thấy không? Bành bành không? Cả nhà thấy không? Cái gù bành bành không à? Ý, con ngon rớt luôn. Cái đã lắm, cái này cái mùa nước nổi nè cả nhà. Ồ cả nhà thấy không? Nè, cái gù nè. Ủa tới hai con bự luôn hả ta? Nè. Ồ, ba con tay. Nè cả nhà thấy không? Ú quay luôn. Wow, cá này mà đem đi kho cháy giác á, ăn cũng ngon lắm. Hơn 3 ngón luôn hả? Hơn 3 ngón. Dạ. Dạ, kho me cũng được. Ồ, hơn nửa ký nha. Cái này có ký luôn á. Không tới 1 ký đâu. Không tới 1 ký à? Hơn nửa ký nha. Rồi, nè. Rồi là xuống sông phải không? Đưa cho mẹ đi. Đưa. Quăng xuống sông thôi à. Quăng sông nha. Quăng xong bị đòn câu công kỹ nó câu trời. Lấy ba đồ về. Cái hả? Đốt ong hay gì dữ vậy? Để ngất thôi, lấy ngất thôi.